Xin chào quý anh chị khách hàng, các bạn đang theo dõi kênh YouTube Mr. Tâm Bất Động Sản Nhân Trạch. Hôm nay Tâm sẽ giới thiệu với anh chị ba cái khu vực mà có cái tỷ lệ nhà mà gọi là nhà ma hay là nhà bỏ hoang ấy lâu và nhiều bậc nhất ở Nhân Trạch, và thậm chí là nhìn nó rất là ghê. Tất nhiên đây là chỉ là quay về cái góc độ là cái nhà bỏ hoang và không sử dụng, cũng như là mang tính chất đầu cơ nhiều, chứ không xét về cái quy mô nha anh chị. Chứ quy mô thì gần đây ngay trung tâm huyện Nhân Trạch này anh chị, thì có cái dự án Sùng Quan Bắc thì nó có tỷ lệ nhà trống bỏ hoang thì nó còn nhiều hơn rất là nhiều. Nhà phố biệt thự từ 3-4 tỷ cho đến 2-30 tỷ bỏ hoang rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì ở đó là họ có cái đội quản lý bảo vệ, thì thành ra là nhìn nó còn tương đối là mới, nên Tâm sẽ không liệt kê nó vào. Chứ còn ở góc độ rủi ro và cũng như là góc độ về tỷ lệ bỏ trống thì Swan Bắc, Swan Bay thì nó nhiều hơn rất là nhiều. Đầu tiên số 1 là đây là một cái dãy nhà phố ở ngay trung tâm huyện Nhân Trạch anh chị. Và kế bên tay phải anh chị, chỗ bác bảo vệ mà đang đi đấy, thì đó là dự án Samco. Kế bên đây có cái chung cư Terra này, với cái tỷ lệ bỏ trống là cũng gần như là tuyệt đối luôn anh chị, 100% luôn. Chỉ có một hai cái shop house là đang được sử dụng, và nó được tái thiết đâu đó từ 2021 là nó bắt đầu nó hoàn thiện trở lại anh chị. Đây này, đấy Tâm quay cho anh chị, bên đó là Samco. Tí Tâm sẽ quay một vòng bên Samco cho anh chị. Mà mặc dù đây là khu vực trung tâm của huyện Nhân Trạch nha anh chị, thì đối với các cái loại bất động sản mà bỏ hoang ấy, thì nó chủ yếu nó đến từ vài cái nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là cái tính đầu cơ và không sử dụng, tức là những người người ta mua cất trữ, tích trữ tài sản. Còn cái việc cái tài sản này tăng giá nó là ở một góc độ khác chúng ta không bàn tới, và chúng ta phải nhìn nhận nó một cách khách quan, là mặc dù cái nhà này bỏ hoang bỏ trống họ chỉ mua tích trữ, nhưng mà ở góc độ đầu tư ấy, đầu cơ ấy, thì cái tài sản đó nó vẫn tăng giá rất là tốt nha anh chị. Cụ thể ví dụ là những cái căn nhà phố này là tại là cái giá bán của những căn này là đâu đó nó loanh quanh trên dưới 7 tỷ tùy người chủ. 2023 thời điểm đáy thì giá căn rẻ nhất ở khu vực này là 5 tỷ 8 anh chị. Bởi vì anh chị nhìn là cái số lượng căn nó không nhiều, nó đâu đó chỉ khoảng tầm 30 mấy căn thôi, thành ra là cái tỷ lệ bán nó cũng không phải là nhiều. Mà hiện tại thì những cái căn đang rao bán ấy, thì cũng khó thanh khoản. Tất nhiên là 2023 đến nay thì Tâm nghĩ là giá của người chủ mặc dù không bán được nhưng mà họ vẫn tăng giá, và loanh quanh 7 tỷ là một cái giá nó rất là phù hợp ở khu vực trung tâm huyện, với cái diện tích 100m2, 4 tầng. Còn cái tỷ lệ ở ấy, thì chúng ta lại không bàn tới. Bởi vì hoàn toàn là những cái người mua là những người là có nhà ở thành phố rồi anh chị. Nguyên nhân thứ hai, ngoài cái đầu cơ của những người mà đã có nhà rồi, họ chỉ mang tính chất tích lũy tài sản, thì nguyên nhân thứ hai đó chính là cái tỷ lệ đô thị hóa thấp. Thành ra là dù có nhà nhưng mà dân người ta không về ở. Thì nguyên nhân đó chủ yếu đến với những cái sản phẩm giá rẻ. Và ví dụ như Swan Bắc cũng là một cái sản phẩm điển hình là có một tầm giá phù hợp, nhưng mà tỷ lệ ở thì nó cũng rất là ít. Còn hôm nay Tâm sẽ quay cho anh chị ba cái dự án điển hình như vậy luôn. Còn có những cái dự án thì nó vừa mang tính chất đầu cơ đầu tư và vừa tính chất là không có dân ở. Còn một số dự án nó còn có bỏ hoang ấy, mà anh chị thấy ví dụ như những cái dự án căn hộ bỏ dở như thế này, hay những dãy nhà phố mà nó bỏ hoang ấy, thì nó chủ yếu là đến từ vấn đề là rủi ro và dính pháp lý nữa, thì nó không hoàn thiện thì nó bỏ hoang. Thì đó cũng là một trong ba cái nguyên nhân chính mà làm cho cái tỷ lệ nhà bỏ hoang, những xuất hiện những cái căn nhà ma ở khu vực vùng ven của các thành phố lớn. Khu vực này là mặc dù là nó ở ngay trung tâm huyện anh chị thấy Vietcombank đúng không ạ? Khu vực này là vùng
trung tâm của huyện Nhân Trạch luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ ở những căn nhà này thì gần như là không có. Nó chỉ có đúng một căn ở phía đầu của anh chị, căn thứ 3 này. Chứ còn lại là đều bỏ trống hết. Và khu vực này thì Tâm sẽ quay cho anh chị cái dự án này và một cái dự án Samco, là một dự án đất nền sổ công ty ở phía sau, ngay sát đây luôn, mà Tâm cũng đã từng quay cho anh chị rồi. Và góc độ này thì Tâm nhìn ở góc độ môi giới và góc độ khách quan. Tức là mình vừa quay cho anh chị mình tham khảo, mình biết thêm về những cái dự án, những cái khu vực mà nó có tỷ lệ bỏ trống cao và bỏ trống lâu, và tính chất tích lũy đầu tư cơ cao. Chứ còn cá nhân Tâm thì Tâm vẫn môi giới và giao dịch những cái khu vực mà Tâm quay trực tiếp cho anh chị hôm nay, chứ không phải là những cái YouTuber mà đi quay những căn nhà ma hay là những đột nhập những cái căn nhà bỏ hoang rồi để thu hút view nha anh chị. Tâm là vừa quay là vừa môi giới nên mình nhìn ở góc độ khách quan thôi. Thì những căn nhà này thì theo thời gian, cứ mỗi chu kỳ thì nó lại x2 x3 là rất là bình thường. Và đặc biệt là những căn nhà ở trung tâm huyện Nhân Trạch như thế này thì nó rất là tiềm năng. Tiếp theo khu vực này là Tâm sẽ quay cho anh chị cái dự án Samco. Một cái dự án cũng rất lâu đời tại Nhân Trạch, cũng đâu đó khoảng tầm 15 năm rồi. Và nó cũng nằm ở ngay trung tâm huyện Nhân Trạch nha anh chị. Dự án này thì đất nền nên cái tỷ lệ nhà thì nó không nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ nhà xây lên bỏ không thì rất nhiều, đặc biệt là cái chung cư Terra, Flora Terra anh chị nhìn thấy luôn. Và đây, đây những căn nhà, những căn biệt thự rất là đáng tiếc. Samco thì chủ yếu là đất biệt thự nha anh chị. Nó có diện tích là 200m. Cái giá bán của nó là 3 tỷ 6, từ 3 tỷ 6, 3 tỷ 7 một nền đất đã có móng cọc. Anh chị mua về anh chị xây lên. Thì đây anh chị nhìn thấy cọc là đã có hết rồi, hết sẵn rồi. Anh chị mua là anh chị chỉ cần xây nhà thôi. Cái giá theo cá nhân Tâm thì vì sổ công ty nên cái tính thanh khoản nó kém nên giá nó tương đối là rẻ. Mình hạ kính cho anh chị nhìn cho nó rõ luôn. Đó, biệt thự là gần như bỏ không cho bên công nhân. Một số người, người ta dạng như là vô gia cư anh chị, người ta dựng cái nhà, cái lều ở sát cạnh người ta ở. Rất là đáng tiếc đúng không ạ? Nếu tính cả căn nhà vào cái giá trị lô đất thì cái giá trị nó cũng đâu đó khoảng tầm 7 tỷ cho những cái vị trí đường nhỏ. Còn những cái trục chính lớn bên chung cư này anh chị này, đây, thì những cái nền đất này có giá bán là 5 tỷ cho 220m2, 200m2 tùy cái diện tích. Đó là hai mẫu diện tích phổ biến của khu vực này. Đây, móng cọc đầy đủ hết anh chị. Ngay trung tâm huyện Nhân Trạch nha anh chị. Thì Tâm vẫn nói với anh chị rồi, đây là bản chất của cái tính đầu cơ tích lũy nó cao. Nhưng mà xét ở, mặc dù nó hoang hóa, nó vắng người, nhưng mà xét ở góc độ đầu tư ấy, theo thời gian ấy, thì nó lại rất là lợi thế. Cái chung cư này ngày trước nó rất là đen và xấu anh chị. Đây là mới sơn lại, sơn sửa lại vào năm 2021. Và phía dưới đã có một số cái shop, quán cơm và trà sữa kinh doanh đây. Nhưng mà cái tỷ lệ mà lấp đầy ở khu vực này thì không, khu vực này không phải là lớn, nhưng mà tỷ lệ lấp đầy thì còn rất là lâu. Cũng có một số căn người ta hoàn thiện, người ta vào ở đấy anh chị, nhưng mà đa phần là đang để móng cọc trống. Tâm đã đến khu vực này năm 2014. Thì lúc đó thì cái nhà mà chưa hoàn thiện ấy, tỷ lệ nhà bỏ trống nó còn nhiều hơn nhiều. Và nếu mà anh chị ở góc độ đầu tư ấy, thì Tâm thấy là những cái khu vực này nếu anh chị đầu tư thì nó lại hợp lý. Tương lai thì nó rất là tiềm năng và nó tăng giá rất là tốt. Bởi vì khu vực này là khu vực trung tâm, với cái giá khoảng 5 tỷ cho cái vị trí mặt tiền cái đường Kim Quy này anh chị, đường này khá là lớn, 20m.
thì Tâm thấy nó tương đối là rẻ. Anh chị với sổ công ty thì anh chị tất nhiên là không vay ngân hàng được, nhưng mà thanh khoản nó cũng rất là khó. Khu vực này thanh khoản rất là khó, nhưng mà ở góc độ đầu tư và anh chị xây nhà sau này hoàn công sổ ra sổ tên anh chị thì nó là một tài sản cực kỳ giá trị. Từ khi cái chung cư này hoàn thiện anh chị, nó hoàn thiện nha, nhưng mà tỷ lệ ở thì cũng chả có. Tức là nó hoàn thiện, nó làm mới lại, với một hai cái shop này nó mở lại này. Chứ ngày xưa nó đóng kín và nó rất là mốc meo. Thì cái tỷ lệ người mà đi ra đi vào khu vực này nó đông dần. Đây, bao gồm các cái tài xế xe nữa. Thật sự là chung cư ở Nhân Trạch Tâm biết đang có một cái chủ đầu tư bán ở khu vực Hiệp Phước, hoặc quảng cáo rất là rầm rộ, quảng cáo rất là lộ liễu, thì cái giá nó rất là cao, theo cá nhân Tâm rất là cao. Và tỷ lệ đất nền ở Nhân Trạch thì rất là rẻ. Chung cư mà thông thường giá chung cư là sẽ bằng một nửa giá đất nền ở tại khu vực đó. Đối với những cái đô thị mà ở vành đai 2, ở vành đai 3, còn ở trung tâm thì tất nhiên giá chung cư nó chỉ bằng 10-15% giá đất nền là cao thôi. Ví dụ như ở quận 1 chẳng hạn thì giá chung cư khoảng 150-200 triệu một mét, thì đất ở đó cũng khoảng 1 tỷ đến 2 tỷ một mét. Còn như khu vực Thủ Đức thì giá chung cư nó loanh quanh khoảng 50-60 triệu, thì đất nền mà vị trí mà đường dự án 1/500 đẹp ấy, thì nó cũng loanh quanh 80-100 triệu. Còn những cái dự án phân lô thì nó rẻ tương đương với chung cư. Và những cái khu vực như vậy thì anh chị phải biết là chung cư đang bán giá cao hơn, và bán giá cao hơn thị trường, cao hơn mặt bằng rất là nhiều. Và khu vực ven như Nhân Trạch này thì đất nền vô số với giá loanh quanh 10 triệu. Thì anh chị đi mua cái chung cư giá 15, 20 triệu hay là 30 triệu thì rõ ràng nó hơi lố. Và thậm chí chủ đầu tư bán còn cao hơn cả 3, 40 triệu. Anh chị phải suy nghĩ, mình tư duy, mình đi tìm hiểu đất nền xung quanh đó trước. Tất nhiên đất nền phải là những dự án 1/500 hay là trong khu đô thị hoàn chỉnh nha anh chị, chứ còn đất nền mà ra phân lô đất dân thì mình không nói. Và tiếp theo Tâm sẽ quay cho anh chị một sản phẩm mang tính chất là có dân rất là đông, nhưng mà cái tính đầu cơ và xây dựng tích lũy ghim hàng nó cao, thành ra là nó cũng có những cái dãy nhà trống bỏ hoang shop house cả 100 căn. Đó chính là tái định cư Đại Phước anh chị. Đây là một trong những dãy nhà trong hàng 100 căn bỏ hoang ở khu vực ngay liền kề chợ Đại Phước anh chị. Nghe nó rất là sai đúng không ạ? Ngay khu vực chợ cực kỳ đông dân, nhưng mà lại có cả 100 căn nhà bỏ hoang. Tâm sẽ đi quay trực tiếp cho anh chị. Thì tưởng chừng cái khu vực cực kỳ đông dân này và kinh doanh rất là sầm uất anh chị, và một bên nó chính là cái dự án tái định cư Đại Phước, nhưng mà lại có rất nhiều các cái căn nhà bỏ không. Để mà những căn nhà bỏ hoang như thế này thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Và nguyên nhân thì chủ yếu thứ nhất là không có dân về ở. Thì cái khu vực này thì không phải anh chị, khu vực này là chủ yếu là nhà bỏ hoang là do người ta xây lên, và người ta cái việc mà cho thuê này, cũng như là cái việc bán cái hàng thành phẩm như thế này thì bên chủ đầu tư người ta không giao dịch và không bán hết anh chị, và một phần là người ta tích trữ, thì thành ra là nó để không là chính. Và khu vực này là cái chủ đầu tư là một cá nhân như anh chị. Đây, khu vực này thì Tâm thường xuyên tới khu vực này rồi. Nó nằm ở ngay cái phòng công chứng. Đây là phòng công chứng mà gần khu vực quận 2 nhất anh chị.
để tâm, xuống tâm quay anh chị một vòng. Giá bán không có rẻ đâu nha anh chị. Thì khu vực này nó bỏ hoang rất là lâu rồi anh chị. Nó tổng thời gian nó đâu đó là cũng lên tới 8 năm, 7 năm tùy. Có những căn thì nó xây từ 2013, 14 anh chị. Thì Tâm làm việc ở khu vực này rất là lâu rồi, thành ra là mình biết được cái lộ trình và cái quá trình phát triển của khu vực này. Và phía sau Tâm ở bên tay phải ấy, là cái dự án của công ty Kim Oanh. Ngày xưa Tâm giao dịch ở khu vực này. Ngày xưa bán thì nó đâu đó khoảng 7-800 một nền anh chị. Bây giờ thì nó khoảng 2 tỷ rưỡi tư. Mặt tiền thì bán đâu đó nó chỉ khoảng 2 tỷ 7. Bây giờ thì nó khoảng 7 tỷ. Đây anh chị thấy con số nó, số nhà, số lượng căn nó bỏ không cực kỳ nhiều. Khu vực này là khu vực tiếp giáp chợ và có đầy đủ trường học nha anh chị. Này là tái định cư Đại Phước. Và khu vực mấy cái khu vực quanh chợ thì được thầu bởi nhà đầu tư cá nhân. Phía trong này là tái định cư Đại Phước này. Giá hiện tại thì giá giao dịch của khu vực này là 7 × 20 thì nó đâu đó khoảng 3 tỷ 2 cho đến 3 tỷ 7 tùy vị trí và tùy người chủ người ta muốn bán hay không. Thiện chí bán thì giá sẽ tốt hơn anh chị. Còn bên tay trái này, phía sau các cái trường học này là tái định cư Đại Lộc và một phần nữa là của chủ đầu tư Bái Tử Long. Thì nó hiện tại là nó phải xây nhà và nó cũng không có cái dấu hiệu ra sổ. Ngày xưa thì Tâm cũng có giao dịch ở bên này nhưng mà vì một số vấn đề pháp lý nên Tâm đã tư vấn khách mình là hủy cái đặt chỗ ở khu vực tái định cư Đại Phước 1 ấy. Nhiều anh chị thì mua vào và thậm chí là cả những anh chị mà làm bên bất động sản công ty cũ của bên Tâm ấy, thì cũng mua vào và bây giờ thì chỉ có nằm im thôi, nhận một tờ hợp đồng thôi. Thì đây anh chị, đây Tâm đang ở trực tiếp khu vực này luôn, quay cho anh chị nhìn. Rất là đáng tiếc, trung bình một căn là cứ tầm 6 tỷ rưỡi đến 7 tỷ anh chị, 5 × 20, xây 3 tầng. Cái góc thì nó diện tích nó cũng không phải lớn, nó khoảng 87 m, loanh quanh 80 m tùy vị trí, thì giá nó cũng tầm đó thôi. Thì khu vực này nó rất là gần quận 2 anh chị. Nó đâu đó nó chỉ khoảng tầm 3 km thôi. Và tiện ích xung quanh thì rất là đầy đủ. Tất nhiên là khu vực này thì tiện ích ở cái mức độ gọi là nông thôn thôi anh chị. Nhưng mà nó rất là gần thành phố Hồ Chí Minh, nó chỉ cách con sông thôi. Và cái giá bán này theo cá nhân Tâm thì nó tương đối là phù hợp. Tuy nhiên là nó không, cái yếu tố về anh chị mà khai thác cho thuê hay là yếu tố về đầu tư ấy, thì yếu tố cho thuê thì gần như là nó không cao. Khai thác thì bởi vì khu vực này nó cũng chỉ có một cái lượng dân nhất định thôi. Thì những cái cơ sở kinh doanh thì người ta cũng đã đáp ứng được rồi. Còn lại là chủ yếu những người mua là những người đầu tư, đầu cơ. Và họ đợi cho cái cầu cắt lái hoặc là những cái đô thị hóa nó mạnh mẽ hơn nữa. Thì những cái giá trị của những cái thành phẩm này nó sẽ tăng lên. Và đây là điều hết sức bình thường anh chị. Và ở khu vực Việt Nam hay là ở đâu cũng vậy. Cái tỷ lệ mà nhà mà bỏ không hay là cho thuê hay là nhà như thế này thì rất là nhiều. Và đây là Tâm chỉ quay những căn nhà người ta gọi là bỏ hoang hoàn toàn hoặc là đóng cửa thôi. Chứ ở Nhân Trạch này thì gần ngay vị trí Đại Phước này, nằm trong xã Đại Phước này luôn. Huyện Nhân Trạch này thì có một cái khu đô thị, đó là khu đô thị Swan Bay. Thì cái khu đô thị này nó có cả ngàn căn anh chị, cả ngàn căn đang bỏ hoang luôn, chứ không phải là vài trăm, cả trăm căn như thế này đâu. Nhưng mà đây là Tâm quay những căn mà người ta không có, người ta bảo trì, bảo quản hay là chăm sóc, hay là người ta bỏ hoang hoàn toàn. Còn bên Swan Bay thì có bảo vệ, có đội bảo trì, có đội quản lý, người ta quản lý. Nhưng mà dưới góc độ đầu tư ấy, thì những cái sản phẩm bỏ hoang như thế này thì kiểu gì nó cũng tăng giá trị trong thời gian tới anh chị. Nó vẫn sẽ tiếp tục tăng giá trị. Và khi mà đặc biệt là khi có cầu cắt lái thì khu vực này nó vẫn sẽ tăng rất là nhiều. Nhưng mà theo cá nhân Tâm ấy,
mình làm môi giới thì tư vấn anh chị thì khu vực này nhìn chung là cái nền đất nó tương đối là thấp và mưa to thì cơ bản là hệ thống cống nó thoát không kịp, thì những cái khu vực gần phà của Nhân Trạch như thế này thì nó thường là bị ngập. Và đặc biệt như nãy Tâm nói anh chị là khu đô thị như Sùng Văn Bay mà kể tới thì nó không có chăm sóc thì nó còn bỏ hoang cực kỳ nhiều. Và Sùng Văn Bay thì là một cái đảo và cái thế đất của nó rất là thấp, và nếu anh chị nào mà đầu tư bên đó thì phải hết sức lưu ý. Tâm đã có những cái vị khách mà làm bên địa chất anh chị, Tâm có rất nhiều khách hàng ở ngoài phía Bắc và làm ở trong các bộ ngành rất là lớn, từ giao thông vận tải này, bên tài chính cũng có này. Và đặc biệt là điều Tâm nói là có một anh khách bên địa chất thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường đó, thì anh ấy nói là đảo Sùng Văn Bay thì anh rất là thích, một không khí rất là trong lành, sạch, đẹp, cũng như là Eco Bắc ấy. Nhưng mà anh cho rằng là cái địa chất và cái thế đất của những cái khu vực đó thì cực kỳ thấp. Thậm chí là khu vực này, nếu mà Đại Phước này này, thì Eco Bắc Nhân Trạch mà hay gọi là Eco Bắc Sài Gòn ấy, cộng với Sùng Văn Bay ấy, thì nó cũng thuộc xã này luôn. Thế đất nó cũng tương tự thế này, nhưng mà nó gần sông và nó là đảo, thì nó đâu đó là cách mặt nước biển đi chắc chỉ khoảng 1 mét thôi anh chị, 1 mét đến 1,5 mét thôi. Và cái hiện tượng bê tông hóa, đặc biệt Sùng Văn Bay, Sùng Văn Bay Eco Bắc thì nó tỷ lệ không gian xanh nó còn nhiều, chứ còn Sùng Văn Bay thì tỷ lệ bê tông hóa, Tâm đã có một clip đã chia sẻ với anh chị rồi, thì cái việc sụt lún hay là nó tạo những cái khối bê tông nặng càng ngày càng gây sức ép, mà trên cái đảo Đại Phước nó còn hai chủ đầu tư nữa và nó chưa triển khai khu đô thị, thì rõ ràng là cái việc sụt lún đất và cái điều mà anh đã nói là cái việc mà nước ngập ấy hay là nó sụt lún xuống ấy, là hoàn toàn có cơ sở xảy ra, và thậm chí là nó xảy ra nhanh hơn so với các khu vực khác. Thành ra là những anh chị đầu tư ở đó phải hết sức lưu ý và hết sức cẩn thận những cái vấn đề đó. Và cái nguy cơ, chưa kể những cái nguy cơ đó, thì lúc trước mà có vành đai 3 ấy, mà đi qua ấy, thì vành đai 3 gần như là một cái cứu cánh cho Sùng Văn Bay, chứ còn không thì khu đô thị này gần như là cũng sẽ bỏ hoang hoàn toàn. Và vì lý do nó vẫn được chăm sóc và đẹp thì Tâm sẽ không đưa nó vào clip này. Còn clip này Tâm sẽ chia sẻ ba cái khu vực mà có tỷ lệ nhà bỏ hoang, mà nhìn chung là những căn nhà mà nó bỏ hoang giống như là cái nhà ma không ai ở ấy. Chứ còn thực tế thì nếu mà để quay cái số lượng và cái quy mô ấy, thì rõ ràng Sùng Văn Bay và Sùng Văn Bắc là hai cái khu đô thị mà có cái tỷ lệ nhà bỏ hoang cao nhất, nhà bỏ trống anh chị. Nguyên cái lốc này là gần như là bỏ không hoàn toàn anh chị, ngoài lốc cả mặt trước mặt sau luôn. Mặc dù là tiện ích là gần ngay cái trường học này anh chị. Đây, khu vực này trường mầm non. Nói chung quỹ đất mà xung quanh thành phố Hồ Chí Minh và đặc biệt là khu vực Nhân Trạch ấy, quỹ đất nó rất là nhiều. Và gần như là cái tỷ lệ lấp đầy của nó thì còn ít lắm. Đây, ra đây là đường Lý Thái Tổ thì nó sẽ đông dân. Mặc dù rất là gần vậy nhưng mà tỷ lệ bỏ trống rất là cao. Và cuối cùng, các dự án nhà bỏ hoang giống nhà ma mà xếp vị trí thứ 3, đó chính là dự án Hút. Vị trí thứ 3 không phải là vì là nó là xếp sau hai cái dự án đầu tiên, mà đơn giản là đây là một dự án mà Tâm đưa vào cuối cùng của video clip, bởi vì đây là một dự án mà nó có cái số lượng nhà bỏ hoang cũng như là cái tính rủi ro rùng rợn đối với những người khách hàng hay là những nhà đầu tư mà đi đầu tư khu vực này, thì theo Tâm quan sát thì nó thuộc loại hàng đầu. Ở đây thì chúng ta chỉ xét tới cái tính tỷ lệ lấp đầy những người dân ở hay là tỷ lệ nhà bỏ hoang lâu năm, chứ còn xét về góc độ đầu tư thì không xét tới nha anh chị. Đầu tư thì đơn giản cả ba dự án theo cá nhân Tâm thì đều đang được hưởng lợi rất lớn từ hạ tầng giao thông của Nhân Trạch, và cái khả năng tăng giá của những cái khu vực mà Tâm quay cho anh chị á, thì nó đều cao, và đặc biệt là đối với những cái sản phẩm mà có đơn giá rẻ.
thì không giống như cái dự án đầu tiên, khu vực cái dãy nhà phố trung tâm huyện Nhân Trạch cũng như là cái dự án Samco, nó có tỷ lệ nhà bỏ hoang bởi cái tính đầu cơ tích lũy. Còn cái dự án tái định cư Đại Phước thì mặc dù dân đông, cũng giống như cái dự án nhà ở Samco và dãy nhà phố, thì nó mặc dù là khu vực trung tâm có tiện ích nhưng mà nó lại không có dân ở bởi cái tính đầu cơ, và cái giá bất động sản thì nhìn chung là nó khó tiếp cận đối với đại đa số mặt bằng cư dân. Còn dự án xây dựng Hà Nội trước mặt anh chị và dự án HUD, tí nữa Tâm sẽ quay trực tiếp những cái căn nhà đó cho anh chị xem, thì nó lại bị rủi ro và bị điểm yếu bởi cả tất cả các cái yếu tố. Đó là tính đầu cơ cao, mua tích lũy, mua để đó, tỷ lệ dân số đô thị hóa đi về lấp đầy ấy, thì lại không có, gần như là chỉ có môi giới ở chứ không có ai ở cả. Người nhà dân thì chỉ đâu đó có 3-4 căn thôi. Đây là thực tế nha anh chị. Và Tâm thì chuyên bán khu này, nhưng mà mình phải chia sẻ với anh chị. Nhưng mà tại sao nó lại hút khách như vậy? Thì Tâm chia sẻ với anh chị là đây là một dự án pháp lý nó hoàn chỉnh và có cái đơn giá rẻ, thì thành ra là cái tính phục mô cũng như là cái tính tiềm năng của dự án thì nó hiện hữu luôn. Nó là hội tụ tất cả những gì xấu nhất và tiềm năng nhất, để cho anh chị dễ hình dung. Cái gì rủi ro xấu thì nó cũng có, nhưng mà cái gì tiềm năng nhất thì nó cũng có, và nó thậm chí là hàng đầu ở Nhân Trạch. Nếu như anh chị nhìn các cái hai cái dự án đầu, hai cái khu nhà ở mà Tâm quay cho anh chị á, thì anh chị nhìn thấy là xung quanh của nó là quỹ đất nó cực kỳ nhiều. Nếu anh chị nào mà không hiểu về Nhân Trạch thì không biết rõ đâu. Nhân Trạch là một khu vực mà Tâm phải nói anh chị là cái tỷ lệ đất quy hoạch, đất bỏ trống còn rất là nhiều. Và nó thậm chí là nó con số nó lên tới cả, nếu mà anh chị lập các khu đô thị như các cái dự án các khu vực khác ấy, khoảng 500 hectare đấy. 500 hectare là một đô thị kiểu mẫu và đô thị lớn rồi. Ví dụ như HUD xây dựng Hà Nội cộng lại thì nó cũng chỉ khoảng 500 hectare thôi. Thì đâu đó anh chị phải làm được gần 20 cái dự án. Anh chị nhìn con số nó khủng khiếp cỡ nào. Nguyên từ trung tâm huyện Nhân Trạch chạy ra khu vực này, khu vực dự án HUD ấy, theo đường Nguyễn Hữu Cảnh và Lê Hồng Phong, thì anh chị cũng đã phải trải qua đâu đó khoảng tầm 3.500 đến 4.000 hectare là quỹ đất quy hoạch và sau này sẽ triển khai dự án rồi. Nên anh chị phải hết sức lưu ý điều này. Nhưng mà chu kỳ này thì nó có khác anh chị. Tất nhiên cái điểm về quy hoạch, về đất đai thì nó vẫn rất là lớn. Nhưng mà nếu anh chị ở Nhân Trạch mà anh chị đánh theo cái kiểu mà theo dự án này, theo khu vực nhất định ấy, theo tin chủ đầu tư này, theo câu chuyện các chủ đầu tư lớn ấy, rồi câu chuyện hạ tầng ấy, thì chu kỳ này nó lại rất là rõ ràng và rất là ngon. Ở Nhân Trạch câu chuyện này là phải bắt buộc đánh bởi các chủ đầu tư lớn thì nó mới có hiệu ứng chung, thì các cái đội nó mới vào được. Còn Nhân Trạch đa phần là mình đầu tư theo phương châm, đó chính là đón hạ tầng, câu chuyện hưởng theo chủ đầu tư, câu chuyện giá bất động sản pháp lý chuẩn mà rất rẻ. Tâm nói là rất rẻ, thì thành ra ví dụ như HUD xây dựng Hà Nội là một khu vực mà rất nhiều điểm yếu, nhưng mà cái điểm mạnh về pháp lý, về giá của nó thì chúng ta khỏi phải nói. Và hạ tầng đang được đầu tư mạnh, những câu chuyện về cảng, câu chuyện về khu công nghiệp, hậu cần xung quanh thì nó đều hưởng lợi, vành đai 3 tất cả. Thì đó là Tâm chia sẻ qua để anh chị mình nhìn nhận, chứ Tâm không phải là những cái YouTuber đi quay để thu hút view. Thành ra là mình là môi giới nên mình chia sẻ cho anh chị những cái quan điểm, những cái góc nhìn thực tế của cái khu vực này, những cái quan điểm mà nó có cả những cái điểm tốt và điểm yếu của nó, để anh chị mình nắm hình dung được. Ví dụ căn nhà trước mặt anh chị cũng để tầm hơn chục năm rồi, vấn đề không vậy. Bởi những cái người mua là người ta quá giàu, quá nhiều tiền thì họ mua, họ tích lũy thôi. Thành ra là cái khu vực xây dựng Hà Nội và HUD thì đa phần là cái tỷ lệ nhà bỏ trống bỏ hoang rất là nhiều. Hiện tại thì cũng đã xuất hiện rất nhiều anh chị mà nhà đầu tư mà cũng không thể gọi nhà đầu tư, môi giới, thì họ xây nhà, họ làm văn phòng rồi họ ở này. Thứ hai là những cái người dân mà họ xác định có khả năng là Nam Tiến hoặc là về Nhân Trạch để họ phát triển sinh sống ấy, xác định ở lâu dài ấy, thì họ cũng đã chuyển về khu vực này, thì cũng đâu đó khoảng chục căn và đá và đang xây, thì đây cũng là một tín hiệu tốt anh chị.
Nhưng mà clip này thì Tâm sẽ quay cho anh chị để mình nhìn nhận rõ hơn về những cái căn nhà bỏ hoang để cho anh chị mình tham khảo. Chứ còn cá nhân Tâm thì Tâm lại môi giới nhân trạch, nhưng mà đặc biệt là chuyên môi giới và ký gửi bất động sản khu vực này, dự án HUD xây dựng Hà Nội. Nhưng mà mình vẫn phải quay để cho anh chị có những cái hình dung và mình biết được thêm những cái thông tin của các cái dự án mà đang có những cái căn nhà bỏ hoang lớn ở nhân trạch. Bỏ hoang không có nghĩa là không có cơ hội, hay là bỏ hoang không có nghĩa là anh chị đầu tư không có lời. Đó là cái mà Tâm phải luôn nhấn mạnh với anh chị, đặc biệt là chu kỳ mới của nhân trạch nha anh chị. Bây giờ Tâm sẽ đi quay trực tiếp cho anh chị các cái căn nhà. Đây anh chị, hiện tại thì Tâm đang ở đường Lê Hồng Phong, đoạn dự án xây dựng Hà Nội. Tâm sẽ quay cho anh chị cái dãy nhà mà nổi tiếng bậc nhất ở Việt Nam. Đó là dãy nhà biệt thự bỏ hoang của dự án xây dựng Hà Nội. Mà khi nhắc tới nhân trạch là anh chị thường thấy những cái hình ảnh này. Đây anh chị. Đây, những hình ảnh rất là kinh dị và rùng rợn. Nếu anh chị mà đi vào mùa nắng hay là người ta đã dọn dẹp rồi á, thì nó tương đối là đỡ hơn. Còn bắt đầu vào mùa mưa, đây là thời điểm mà cũng đã dọn dẹp rồi, nhưng mà nó vào mùa mưa thì cây cối nó bắt đầu nó mọc trở lại anh chị. Đây anh chị nhìn. Thì đây là những hình ảnh mà nó rất là nổi tiếng rồi. Anh chị đi đâu thì anh chị cũng thấy ở trên báo chí nhắc về nhân trạch là phải nhắc tới thành phố ma. Thì đây là những căn nhà biệt thự mà để hoang đâu đó lên tới 17, 18 năm rồi anh chị. Rất là lâu rồi. Thời điểm đầu của dự án mà khi phát triển dự án này là 2005 ấy. Thì những căn này đâu đó khoảng 2007. Thì tất cả thì nó đều gần như là bỏ hoang, mà thậm chí là anh chị đi vào chắc Tâm nghĩ là cũng ngán bởi rắn rết. Và thậm chí nhiều anh chị chắc Tâm nghĩ còn sợ những cái điều tâm linh nữa. Đây, hôm nay thì Tâm trực tiếp Tâm vào Tâm quay cho anh chị luôn. Thì một góc độ nào đó thì anh chị thấy là những cái căn nhà này thì nó có cái giá trị cũng rất là đáng kể. Thì ở hai cái dãy nhà bỏ hoang thì Tâm cũng cập nhật giá cho anh chị. Thì ở đây thì Tâm cũng cập nhật luôn cho anh chị là nếu mà anh chị mua đất nền biệt thự ở khu vực này thì nó đang là hợp đồng, và những căn nhà xây này thì chưa có sổ. Giá đất hiện tại thì nó khoảng 6,5 tỷ, 6,5 tỷ đến 7 tỷ thì tùy người chủ bán thôi. Ở thời điểm 2023 thì giá của nó là 5,1 tỷ có nền giao dịch. Thì Tâm là chuyên khu vực này nên mình cập nhật rất là kỹ. Còn những căn nhà này anh chị xây thì bây giờ anh chị vào anh chị hoàn thiện vẫn là ok. Bên ngoài thì nói chung gạch nó xuống cấp rất là nặng rồi, nhưng mà bên trong hệ thống bê tông thì vẫn còn nguyên anh chị này. Hệ thống sàn dầm vẫn đang rất là tốt, Tâm thấy không có dấu hiệu gì là hư hại hết. Thì nếu anh chị cho anh chị ở thì Tâm nghĩ chắc anh chị cũng không ở. Không ở chắc chắn rồi. Đây là những đại gia mua đầu tư ở cơn sốt 2007-2008, cơn sốt bất động sản Việt Nam. Và những căn này bây giờ thì giá cũng cả chục tỷ rồi, cộng cả cái xác nhà. Nhưng mà xác nhà này thì cơ bản thì Tâm nghĩ là những người chủ bán họ cũng không tính đâu. Còn những căn nhà mà hoàn thiện cơ bản, hoàn thiện đầy đủ á, thì giá cả chục tỷ. Diện tích đất của căn này là ngang 15, dài khoảng 34. Nó đâu đó là 510m² nha anh chị. Biệt thự mặt trước mặt sau luôn. Nó có rất nhiều căn chứ không phải là chỉ mặt trước đâu, phía sau này anh chị. Rất là rùng rợn đúng không ạ? Này mình cũng không biết có những cái gì xảy ra. Đây có cái hầm, cái lỗ xuống nữa anh chị. Nói chung mình cũng không đi sâu, quay cho anh chị hình dung thôi. Và đây chỉ là cái khu biệt thự bỏ hoang đầu tiên. Còn rất nhiều căn biệt thự lẻ tẻ ở bên trong của dự án HUD và những căn nhà phố bỏ hoang, những cái dãy nhà phố ở bên dự án xây dựng Hà Nội phía sau đường 30m này anh chị, thì rất là nhiều. Thì ở đây thì là một cái điểm ưa thích cho những YouTuber, người ta đi quay hút view anh chị. Người ta nói thì cũng đúng thôi, nhưng mà những người đó thì họ không nhìn nhận ở góc độ đầu tư. Còn những cái người mà
đầu tư hay môi giới thì họ lại thấy nó rất là giá trị, rất tiềm năng. Nhưng mà để thu hút dân về ở khu vực này thì nó là một câu chuyện khác. Khu vực này là cái tính đầu cơ cao và cái tính tỷ lệ lấp đầy dân thì nó lại không có luôn. Thành ra là nó khác với những cái khu vực, hai khu vực đầu mà Tâm quay anh chị, là người dân không tiếp cận được này. Thứ hai là tính tích lũy cao, mặc dù nó ở ngay khu vực mà nó có dân số cũng như là thương mại rất là mạnh và rất gần quận 2 nữa, như tái định cư Đại Phước, khu chợ, tái định cư Đại Lộc đấy. Và Tâm sẽ tiếp tục quay cho anh chị. Thì rất nhiều anh chị đã hỏi Tâm là khu vực HUD xây dựng Hà Nội này thì xây nhà lên có cho thuê được không, thì Tâm chia sẻ với anh chị là cho thuê rất là kém và giá rất là thấp, còn giá anh chị hô cao thì gần như là không thể nào mà cho thuê được. Khu vực này là khu vực tương đối có nhiều biệt thự mà xây từ những cái năm đầu phát triển dự án anh chị, nó có thể coi là những căn nhà mẫu để bán lúc đầu luôn. Thì gần như là hiện tại thì cũng đóng cửa, nó chỉ có một số hai căn là người ta ở, và chủ yếu là những người mà có liên quan đến môi giới. Căn nào mà ở thì hoàn thiện, nhìn nó cũng rất là thoáng đẹp anh chị, ví dụ như căn này. Đây này, cũng có căn người ta đang sửa ở bên, vài căn đang gần như là bỏ trống đấy, ba bốn căn bỏ trống đấy. Thì khu vực này thì nhìn chung ở thì anh chị xác định ở giống như ở dưới quê đấy thì anh chị ở được, chứ còn những anh chị ở thành phố về á thì phải xác định là về vườn, tuổi nó cũng tương đối là lớn thì mới được, chứ còn không thì cũng không dám ở. Và khu vực này là khu vực mà gọi là có dân rồi nhá. Còn anh chị đi tiếp tục lại đây thì những cái căn biệt thự nó nằm cô lập hoàn toàn. Hy vọng tầm 10 20 năm tới thì những cái căn này nó sẽ được người chủ hoàn thiện hay là bán lại cho những cái nhà đầu tư, những cái người dân mà người ta xác định muốn về đây sinh sống thì người ta ở. Chứ còn không thì nó để chắc bỏ hoang mãi luôn anh chị. Gần như là những cái người mà có tiền mua những cái căn này thì bây giờ cái giá trị của nó, tiền đất thì nó cũng đâu đó 2 tỷ rưỡi cho đến 3 tỷ hơn. Còn xây cái nhà, nhà biệt thự như thế này hoàn thiện cũng phải 4 tỷ, còn xây thô thì cũng phải 2 tỷ rưỡi. Đây anh chị, gần như là cửa đóng then cài, hàng rào kín mít, nhà bể kính hết rồi, sắt thép cũng rỉ rồi. Nói chung những căn này thì khá là lâu rồi. Thì đây cũng là một những trong những cái điểm mà gọi là điểm yếu đáng tiếc của thị trường bất động sản ở, không chỉ ở Việt Nam anh chị, cảm thấy ở Trung Quốc cái tỷ lệ nhà bỏ hoang thì cũng rất là nhiều. Ở Việt Nam thì phần lớn tỷ lệ nhà bỏ hoang hiện tại là nó nằm ở các khu đô thị, các dự án xây sẵn. Và người ta đã xác định sai cái mục đích, cái nhu cầu, cái tiềm năng ban đầu. Như dự án này là phát triển đến thời điểm này là 20 năm thì gần như người ta đã sai rồi, sai ngay từ đầu quy hoạch rồi. Những căn biệt thự nó nằm len lỏi dưới dự án. Đây là tất cả là những nền biệt thự, nhà vườn nha anh chị. Nhưng mà do là tính đầu cơ và không có cái tốc độ đô thị hóa về nên nó rất là vắng. Rồi đây là một căn biệt thự diện tích cũng tương đối lớn. Căn này là thuộc cái lốc song lập 360 m. Thì căn này cũng đang bỏ trống. Rất là tiếc anh chị. Nhà biệt thự xây cũng rất là đẹp nhưng mà nó lâu năm rồi và nó không ai ở. Quá là đáng tiếc. Rõ ràng thì cái này mà buổi tối thì Tâm nghĩ là nhiều anh chị cũng không dám vào đâu. Không dám vào anh chị. Căn này diện tích tương đối lớn và là góc. Giá bán của khu vực này hiện tại nhà vườn thì nó loanh quanh từ 8 triệu rưỡi, 9 triệu cho đến 10, 11, 12 triệu anh chị, tùy vị trí. Đường lớn thì cao hơn nữa.
Nói chung thì anh chị mua đất nền khu vực này thì phải xác định cái tính đầu tư đầu cơ cao. Đơn giá thì nó rất là rẻ và pháp lý thì rất là chuẩn, tất cả là sổ hồng cá nhân. Còn cái góc độ ở thì Tâm phải nói thẳng là nó đòi hỏi thời gian tương đối là dài và lâu nữa thì nó mới ở được, gọi là được ấy. Chứ còn để mà tiện ích full ở đấy thì thời gian rất là lâu. Anh chị xem clip của Tâm đã thấy Tâm quay những cái dự án tương tự như thế này ở quận 9 mà quy mô nó còn nhỏ hơn rất là nhiều, mà gần như là không có người ở, người xây dựng, tỷ lệ ở hiện tại cũng chỉ có 5-7%, mà nó ở giữa trung tâm thành phố Thủ Đức. Thì những khu vực như thế này thì chúng ta không thể đòi hỏi về dân cư, nên từ đầu anh chị đầu tư thì Tâm cũng luôn nhắc như anh chị là phải, thứ nhất vốn tiền mặt dài hạn này, thứ hai là đầu tư phải xác định là mình mang tính chất đầu cơ, và rõ ràng là càng ngày cái chi phí phát triển dự án nó càng lớn thì đối với những cái dự án như thế này thì nó rất là lợi thế về cái đơn giá rẻ và hạ tầng rồi. Thành ra là mình mua là mình cửa thua nó rất là nhỏ anh chị. Gần như là mình sẽ có những cái lợi thế về đầu tư rất là lớn. Đó cũng là lý do là khu vực này mặc dù là nó nằm ở những cái điểm mà không thuận lợi nhân trạch từ những năm về trước luôn rồi. Giờ thì nó có những cái sự thông thương, thông tuyến đường, nhưng mà thời điểm những năm về trước thì nó rất là nằm ở khu vực cuối của nhân trạch, rất là bí, nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tới là bởi vì đơn giá nó rẻ. 2016, 2017 thì khu vực này giá chỉ có tầm 2 triệu một mét anh chị, 2-3 triệu một mét thôi, bao gồm cả cái tuyến đường lớn 26 mét này luôn anh chị. Đây là hai cái căn liền kề của dự án xây dựng Hà Nội, tuyến đường 26 mét anh chị. Tuyến đường này thì hợp đồng thì người ta xây cũng tương đối là lâu rồi, và bây giờ thì chưa có sổ và bỏ không, nhưng mà anh chị thấy là cái kết cấu của nó vẫn còn tốt, và cái nhà Tâm thấy nó sau này hoàn thiện thì nó rất là đẹp. Thì anh chị mua thì bắt buộc những nhà đầu tư mua thì họ phải ném ở đấy thôi, và gần như bỏ không và nó lãng phí. Nhưng mà không, người này ôm tiền thì người kia cũng phải ôm cái hàng lãng phí anh chị. Bản chất thì tiền nó chỉ chuyển qua cho nhau thôi. Thành ra là những anh chị mà mua ở đây thì phần lớn họ có tài sản ở nơi khác, tài sản lớn này. Thành ra là chấp nhận những cái nhà bỏ hoang. Và nhiều người tư duy xây và bỏ không như thế này thì thành ra là, hoặc xây để đợi sổ ấy, thì thành ra là càng nhiều cái dãy nhà bỏ hoang nó càng mọc lên anh chị. Thì đó là ba cái khu vực mà nhà có tỷ lệ bỏ hoang và nó cũ, nó gần như là không có người ở trong một thời gian rất là dài rồi. Thì Tâm quay để cho anh chị mình hình dung về những cái bất động sản, những cái góc trái về bất động sản mà sau khi các cái nhà đầu tư, các chủ đầu tư bất động sản người ta trải qua những cái cơn sóng, người ta phát triển, người ta thu lợi nhuận, thì bên cạnh đó người ta sẽ để lại những cái hậu quả về tỷ lệ đô thị cũng như là các cái căn nhà lãng phí bỏ hoang, biết bao nhiêu cái nguồn tài nguyên cũng bị chôn vốn ở tại những cái khu vực như thế này. Thì góc nhìn này là một góc nhìn đa chiều và không hoàn toàn là mình đi quay để mình chia sẻ những cái tiêu cực trên thị trường nha anh chị. Bởi vì anh chị biết là Tâm chia sẻ rất nhiều thông tin tích cực tiềm năng cho bất động sản nhân trạch, và đặc biệt là khu vực hút xây dựng Hà Nội này, ngay khu vực Tâm đứng này. Và đây là khu vực mà thị trường chính mà Tâm giao dịch mua bán ký gửi bất động sản rất là nhiều, nhiều lắm anh chị. Giao dịch liên tục ở những cái giai đoạn thị trường nóng sốt, thị trường nó tích cực. Còn ở giai đoạn này thì nói chung là thị trường nó chậm lại, thì mình đi quay, mình chia sẻ những cái góc nhìn thêm cho những anh chị. Và anh chị khi đầu tư, anh chị phải nhớ là quan sát kỹ lưỡng và xác định tầm nhìn kỹ lưỡng trước khi đầu tư, chứ tránh là anh chị mua vào rồi anh chị muốn bán ra ngay thì anh chị bán cũng không được đâu. Phải là có sóng thì anh chị mới bán được. Và nhìn những cái hình ảnh những căn nhà bỏ hoang như thế này thì ở một cái góc độ nào đó anh chị, thì các cái phương án về các cái luật, điều khoản luật mới, luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản ấy, các cái điều khoản rất là khó khăn trong cái việc mà các chủ đầu tư phát triển dự án ấy, là không được phép thu tiền cọc quá nhiều như là thời giai đoạn trước ấy. Giai đoạn trước các chủ đầu tư là làm những cái hợp đồng lách luật, thu rất là nhiều.
Và phát triển dự án là phải phát triển nhà ở, phải chuyển khoản này, phải phát triển nhà ở này, phải xây nhà thì mới được chuyển nhượng nha anh chị. Thì đó là một trong những cái tín hiệu tích cực để tránh phải phát triển và làm những cái đô thị mà chuyên bán đất nền, những cái đô thị mà xây ở phân lô, ở các cái khu vực sâu xa và dẫn tới là những cái căn nhà bỏ hoang đáng tiếc như thế này, đúng không ạ? Thì đây là những cái điều mà Tâm hy vọng rằng trong cái chu kỳ tới này và những cái rút kinh nghiệm của chính phủ, của các nhà điều hành thì rõ ràng là thị trường nó sẽ phát triển rất là bền vững và rất là chắc chắn. Và cái cửa cho các chủ đầu tư, các cái đội lùa gà, các chủ đầu tư mà lừa đảo phát triển, anh chị thấy rất nhiều các dự án là chưa sổ hay là thậm chí là không xây nhà, ngừng thi công cho khách hàng là gần như là bị điêu đứng anh chị. Có những người không phải là người ta có nhà rồi mà người ta mua, người ta xác định để ở thì rất là tội nghiệp, người ta mãi không được giao nhà. Thì chu kỳ tới là gần như là nó sẽ giải quyết triệt để những cái vấn đề đó. Luật nó đưa ra, luật mới đưa ra là nó rút kinh nghiệm từ những cái sai, những cái điểm yếu của cái luật cũ anh chị. Thì đó là một tín hiệu cực kỳ tích cực. Và rõ ràng là điều này có lợi cho những anh chị khách hàng, những nhà đầu tư mà đi đầu tư bất động sản. Và nó chống được cái nạn đầu cơ một phần nào, cũng đáng kể đấy anh chị. Bởi những cái điều luật mà có lợi cho các chủ đầu tư ở giai đoạn trước, chu kỳ trước, thì rất nhiều chủ đầu tư bất động sản tay không bắt giặc, phát triển rất là nhanh. Và hệ lụy thì hiện tại anh chị thấy rồi, các chủ đầu tư bây giờ là ôm một đống nợ, một vốn bốn nợ, và gần như là các đô thị của họ là bỏ không. Và các đô thị mà hoàn chỉnh thì cũng không có sổ, không làm được sổ, và kiện tụng kéo dài, băng rôn hiện tại thì vẫn đang kéo dài và chưa có dấu hiệu dừng lại. Và cái tỷ lệ nợ của các chủ đầu tư bất động sản ấy, thực ra là các phương án đảo nợ chứ họ chưa thanh toán được gì cả. Bởi vì anh chị biết là giai đoạn này là giai đoạn mà vẫn còn rất nhiều khó khăn và họ vẫn chưa ra hàng được, vẫn chưa phát triển được. Với những cái quỹ đất mà bây giờ anh chị thấy là các chủ đầu tư muốn làm dự án, muốn gom hết các cái loại sen kẹt ở dưới thì phải đền bù theo giá thị trường. Thì anh chị thấy rồi, biết bao nhiêu tiền mà đền bù mà mua cho đủ. Thành ra là bây giờ là phát triển dự án rất là khó, và cũng như là chi phí để các chủ đầu tư phát triển dự án mới để ra hàng mà để trả nợ cái đống nợ của chu kỳ cũ ấy, thì nó cũng còn rất nhiều câu chuyện khó khăn. Còn bán giá cao thì ở vùng ven, vùng xa mà bán giá cao thì bán cho ai anh chị? Ví dụ như HUDC Hà Nội thì giá nó rẻ, pháp lý nó chuẩn thì còn bán được, còn thanh khoản được, nhà đầu tư còn quan tâm. Chứ còn các dự án nhà phố lớn mà không ai ở mà còn pháp lý chưa chuẩn, thậm chí mới chỉ có hợp đồng, nguyên tắc hợp đồng góp vốn thôi, kể cả hợp đồng mua bán mà chưa có đóng tiền sử dụng đất như ở vùng lõi của thành phố Thủ Đức ấy, thì anh chị mua vào cũng hết sức rủi ro. Anh chị ra sổ anh chị cũng phải đóng thêm tiền, chứ chủ đầu tư nó nói nó làm gì có tiền đóng nữa, đúng không ạ? Đó là điều mà Tâm nghĩ là chu kỳ tới này nó sẽ đỡ phần nào, nhưng mà những cái hậu quả của chu kỳ cũ để lại thì nó còn rất là mênh mông và rất là dài. Đó là một câu chuyện dài anh chị, và gần như là phải mất cả chục năm sau cũng chưa chắc đã giải quyết được. Anh chị cứ theo dõi hình dung là anh chị sẽ thấy là những cái vấn đề của chủ đầu tư cũ, những cái dự án cũ nó sẽ còn kéo dài và còn kiện tụng, còn băng rôn rất là lâu. Cảm ơn anh chị.